Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video để em lên nhanh bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp báo giá luôn này. Bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên hình nhá. Gọi điện theo hai số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và lưu ý với em khi mà các bác mua hàng hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán. Một cái lưu ý nho nhỏ nữa là các bác mua hàng thì các bác nhớ xem kỹ video, xem kỹ về sản phẩm trước khi các bác ra quyết định mua hàng nhé. Đấy, xem sản phẩm nó như thế nào, rồi là hình thức, số đo, kích thước, rồi là giá tiền. Đấy, quan trọng nhất là cái giá tiền bao nhiêu. Không đến lúc mà các bác chốt đơn rồi đôi khi là nhiều khi các bác cứ bị nhầm giá sang những cái món khác, rồi đến lúc mà nó nhiều thứ nó phát sinh nó không hay nó xảy ra. Đấy, các bác lưu ý em là xem kỹ về sản phẩm, giá tiền, kích thước, số đo sản phẩm như nào, sau đó các bác ra quyết định chốt đơn và mua hàng đó nhá. Rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng đèn tủ này. Đây, đấy. Động cái là sáng ngày nhá, con này rất là hay, nó là dòng đèn tủ cảm biến ạ. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Nó là dòng đèn cảm biến rất là ok và có cái chế độ rất là hay là cái chế độ sạc tích điện nhá. Các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng, các bác chỉ việc là gắn cái con đèn này lên, ví dụ là các bác gắn ở chỗ cầu thang đường đi lối lại này, hoặc là các bác gắn vào trong tủ quần áo nhà mình nha, để chiếu sáng mỗi lần mà các bác gì đấy, mỗi lần mà các bác sử dụng được, các bác lúc mà các bác lấy quần áo nó sẽ sáng sủa này. Đó, con này thì khi mà nó chuyển động qua cái cảm biến đấy nhá, đấy, qua cái radar mắt cảm biến này là tự động đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, vừa nãy em cái này em đang test trong cái thời gian là ban ngày nên đôi khi nó rất là khó test. Đấy, còn về các bác sử dụng là các bác cứ lắp vào đấy, các bác test cho em cái là ok sáng này. Đấy, còn không là các bác ban ngày nó hơi khó test một chút thôi nhá. Đấy, thì các bác cứ nhận hàng các bác kiểm tra đây. Đấy, chút để em vỗ xem có con nào nó lên không. Đấy, hầu như là nhiều khi để lâu hết pin thì về các bác cứ sạc ra. Đấy, thì đi kèm thì sẽ gồm có cho bác là một cái cọng dây cáp sạc này. Đấy, một cọng dây cáp sạc và có luôn là cái miếng dán nhá. Miếng dán này các bác dán dán hoặc các bác có thể đeo vào cái lỗ đinh như này, dán hoặc đeo lỗ đinh, nó có cả cái tấm băng keo để các bác dán nhá, dán hoặc đeo lỗ đinh tùy nhu cầu. Và đây là cái dây cáp sạc nhá. Đấy, dây cáp sạc thì hết pin thì các bác lại cắm sạc hoặc là xài thôi. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn DC 5V. Đó, cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi sạc thì nó sẽ có là báo đèn luôn. Đấy, và các bác sử dụng một cái con đèn tủ nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn tủ này. Đấy, các bác sử dụng rất là hay luôn. Đấy, thấy chưa? Thấy cảm biến không? Đấy, đây em đưa vào trong tối cá là tự động là nó sẽ sáng ngay, rất ok luôn. Đèn khá là sáng nhá, dùng ok lắm. Đó. Báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn tủ nhá. Đèn tủ bên em đang bán một chiếc đèn tủ này với giá sẽ là đi 40k một chiếc nhá, 40.000 cho một cây đèn tủ này, dùng cực kỳ hay luôn, 40k. Đây nha các bác, cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái sản phẩm này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc dính và sau đó các bác dính lên nhá. Đấy, mỗi lần khi mà các bác chuyển động qua đèn nó sẽ tự động sáng lên. Còn không mà chuyển động thì nếu mà không ai chuyển động thì tự động đèn nó sẽ tắt đi. Và chế độ có sạc tích điện dùng rất là hay. Đó, rất là ok luôn nhá. Đây. Các bác cùng xem sản phẩm này. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn. Theo mình được một nhá. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng, mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc, lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng nha mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Đó đấy không, rất ok nhá. Đấy, rất hợp lý luôn. Đấy, đã test thực tế và các bác cũng đã thấy về độ sáng rồi. Đấy, đèn tủ nhá, lên mã sẽ là đèn tủ 40.000 cho chiếc đèn tủ nhá, 40k chiếc. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bài vàng và bộ bài bạc này. Lên mã em sẽ là bộ bài vàng hoặc là bạc nhá. Đấy, bên em đang có hai mã vàng và bạc. Con này chất liệu nó là nhựa mica. Đấy, chất liệu nhựa mica nên là dùng rất là bền và dùng ok lắm. Cái này em cũng bán bác một số bác mua về hay bảo là mua về để xem phong thủy nhá, rất ok. Đây. Đó. Rất đẹp luôn, mạ vàng cực kỳ đẹp, sang trọng lịch sự, rất ok. Đây. Đó, chắc chắn dày dặn lắm. Những cái dạng bài mica và nhựa này các bác dùng rất là bền. Đó, vụt cho em thoải mái luôn này. Đó, sáng bóng sáng đẹp luôn nhá. Đấy, các bác mua về để dùng để đánh bài này rồi là sử dụng làm xem phong thủy thứ này. Đấy, nói chung là hay, đẹp, chất lượng, mua về sưu tầm cũng ok luôn nhá. Giá đang bán một cái bộ bài nha, với giá sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp em sẽ là bộ bài vàng hoặc là bộ bài bạc. Đó. 50.000 thôi nhá, 50.000 cho một cái bộ bài bằng nhựa mica mạ vàng nha. Đấy, chất liệu là nhựa mica mạ vàng.
50k cho cái bộ này coi nhá, 50.000 bộ, dùng rất hay luôn. Đó, bộ bài vàng hoặc là bộ bài bạc nhá. Bán đồng giá là 50k bộ nhá. Bên mã em sẽ là bộ bài 50k. Đó, 50k. 50.000 bộ coi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng búa búa vàng. Đấy, bên mã em sẽ là búa vàng, cũng là vàng luôn. Đấy, búa vàng mini nhá. Bên mã em sẽ là búa vàng mini. Nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng và cực kỳ đa năng nhá. Đấy, nó rất là nhỏ này. Các bác nào hay làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ, những cái đồ gõ kiểu dạng nhẹ nhàng này, đấy, không cần đao to búa lớn nhiều quá này, đấy, các bác mua con này cho em, nó dạng búa mini, nó dài khoảng tầm 20cm thôi, nó dài khoảng tầm 20cm, đấy, vừa đủ các bác dùng làm việc gõ những cái việc công việc kiểu dạng ví dụ như là các bác gò vàng, gò bạc, gò đồng như vậy, rất ok luôn nhá, nhẹ nhẹ tình cảm. Và đây bên trong cái này cũng rất hay là nó chế cháo thêm bác là những cái đầu tô vít này để các bác có thể là xoáy này. Đấy, và các bác xoáy cái thân giữa ra nhá. Nó còn có cả một cái tô vít nữa luôn nhá. Đây. Đấy, thì khi mà các bác mua cái búa này thì bên trong nó còn có kèm cả cây ba cây tô vít luôn. Đấy, ba cái đầu tô vít nhá. Đấy, ba đầu tô vít để các bác có thể thoải mái xoáy này. Và một cái đầu búa nó sẽ có hai đầu, một cái đầu nhọn nhọn và một cái đầu bằng nhá. Để các bác gò gõ thoải mái trăm luôn. Đây. Đấy thì khi nào mà dùng được các bác lấy ra, còn nếu không dùng được các bác lại lắp vào. Lắp vào thì nó lại thành một cây búa nhá. Đấy, lắp vào thì nó lại thành một cây búa thế thôi. Dùng rất ok luôn, cực kỳ là hay nhá. À, lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái cây búa vàng mini nhá, búa vàng mini. Đấy, búa vàng mini bên em đang bán cái cây búa vàng mini này với giá sẽ là 60k một cây nhá, 60k. Đó, gò gõ này, đi kèm có cả tô vít, các bác chỉ việc tháo ra bên trong cái là tô vít nó để hết bên trong luôn, giấu hết bên trong nhá. Đấy, không bị rơi linh tinh, rồi là vừa làm búa vừa làm tô vít các thứ cho em ok luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là búa vàng, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 cho một cây búa vàng nhá, 60k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao vàng này, con dao vàng, con này thì chuyên để các bác gọt hoa quả, sắc bén cực kỳ luôn. Và cái dòng thép này nó là dòng thép SK5. Đấy, nhìn các bác nhìn này thôi, như là dòng thép SK5, nó là dòng thép trắng nhá, nên là nó không gì ạ. Dùng cũng gì đây, coi nhìn này, chữ dập mộc luôn này. Đó. À, chuôi gỗ này, đấy, các bác dùng để gọt hoa quả nha thì chấm hết luôn. Đấy, chuyên để các bác gọt hoa quả là các bác sử dụng trong rất nhiều công việc. À, nó nhỏ gọn lắm, nó khoảng tầm 20cm thôi, rất là vừa tay để các bác sử dụng gọt hoa quả thứ cho em ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây dao vàng, bên em đang bán một cái cây này với giá sẽ là đi 30.000 một cây nhá, 30k. Đấy, dao vàng nhá, 30k cho một cái mã cây là cây dao vàng nhá. Đấy, cây dao vàng, cái cây này các bác sử dụng hay lắm, là nó sắc lâu ạ, sắc lâu mà nó hay một cái là nó không rỉ. Đấy, sắc rất lâu luôn, cái này em đang dùng khoảng tầm hơn năm này rồi. Đấy, mài thi thoảng phải mài, nó không cần mài nhiều, nó sắc kinh khủng luôn. Dao vàng nhá, 30.000 một cây nhá, 30k. Đấy, 30k cho một cây dao vàng nha. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. 30k này. Đấy, 30k một cây dao vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cọ cốc này. Đấy, các bác mua về để cọ cốc nhá. Đấy, như dòng cốc sâu như mình ấy, các bác đôi khi là các bác không thể thò tay vào được, hoặc những cái chai cái lọ các bác không thể thò tay vào được thì các bác mua cái này về các bác cọ, hoặc là có những cái đồ vật nó rất là nhỏ này. Đấy, các bác không thể luồn các bác vào, các bác cho cái này vào để các bác cọ. Đấy, thọc nó vào để các bác cọ nhá. Cái phần đầu cọ của nó sẽ là cái đầu silicone, nên là các bác cọ rất là sạch luôn mà dễ dàng sử dụng nhá. Con này tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 25cm. Đấy, các bác cọ cốc, cọ chai này, những cái dòng cốc sâu này. Đấy, các bác không thể to tay vào được, các bác cọ, các bác dùng cái cây này các bác chuyên để các bác cọ cốc nhá. Những cái cốc dài, cốc sâu được có ok luôn. Bên em đang bán cái cây cọ cốc này với giá sẽ là 20k nhá, 20k. Lên mã em sẽ cái cây cọ cốc đang bán là 20k một cây nhá. 20k cho một cây cọ cốc này. Đầu cọ sẽ là đầu silicone nhá, 20k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây gấp mắt dứa này. Đó, cây gấp mắt dứa, chất liệu sẽ là inox 304. Bên em đang bán một cây gấp mắt dứa này với giá sẽ là 15k một cây. Đó, các bác mua về dùng để gấp mắt dứa, mắt thơm. Đấy, gấp mắt dứa, gấp mắt thơm nhá, những cái quả dứa các thứ ra. Các bác gọt đôi khi nó mất công mà nó không thẩm mỹ không đẹp được, các bác mua cái này về. Đấy, dụng cụ gấp mắt dứa nhá. Đấy, dụng cụ gấp mắt dứa. Đó, bên em đang bán với giá là 15k nhá, 15k. Dùng cực kỳ ok luôn. Đó. Đây các bác đợi chút để em cho các bác xem này. Đấy, cho các bác xem người ta. Đây nhá, cái chị này chị gấp này, rất ok, gấp cực kỳ ok này, các bác nhìn này. Đấy, các thấy không? Người ta gấp quen tay, gấp rất là ngon nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng, các bác chỉ việc chổ đấy, sau đó các bác gấp ra thôi. Chổ cái mắt dứa sau đó các bác gấp ra, đúng như trên video các bác đang xem đây nhá. Đó đấy, chổ vào gấp ra là xong. Rất ok luôn. Đấy, cực kỳ hay. Và nó cho ra một cái quả dứa nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, các thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Chuyên để các bác gấp mắt dứa nhá.
15k một chiếc nhá. Lên mã dưới cái góc mặt giữa, bên em đang bán là 15k một chiếc góc mặt giữa này. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Lên mã cho cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi em báo giá luôn nhá. Thì em đang bán một cái nắp cống nhựa chắn mùi này với giá sẽ là 20k, 20k nhá. Nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, chắn mùi rồi là chắn côn trùng nó chui lên. Chắn mùi rất là tốt. Cái cống nhá bác hiện tại đang rất là mùi này. Các bác mua cái này về để các bác chắn mùi 20.000 trong cái bộ này nhá. Rất là dễ dùng thôi. Đấy thì về các bác tháo ra, sau đó các bác lắp vào là xài thôi. Đây. Đấy, các bộ phận nó sẽ như này. Đó, cho vào. Sau đó là các bác mở cái phần này ra, cho nó vào đây. Và các bác cho luôn xuống cái cống cho mình. Và cái này là cái lưới để các bác lọc rác các thứ bên trên này. Đấy, các bác để vào. Thế là cứ thế là nó chảy thôi. Cái này nguyên lý động của nó là nó chỉ có chảy xuống, nó không thể đẩy ngược lên được. Cái mùi rồi các thứ là không thể đẩy ngược được, vì nó là nguyên lý động của nó là chống mùi, nó như thế nhá. Nó không thể đẩy được lâu, nó chỉ có chảy xuống thôi chứ không, nó không đẩy mùi lên được. Nên là dùng rất là hay luôn. Mà nó bằng nhựa nên là dùng rất là bền. Giá thành của nó thì hạt rẻ nữa, chỉ có 20k thôi nhá, 20k thôi. Lên mã cho cái nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, bên em đang bán một bộ nắp cống nhựa chắn mùi này với giá sẽ là 20k một bộ nhá. 20k. Đấy, 20k giá sản phẩm hạt rẻ quá luôn. Bạn đang gặp rắc rối, ống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, nói chung cái này bán rất nhiều mà dùng rất hay luôn. 20k một cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Rồi, lên luôn cho bác cái mã hàng tiếp theo, đó là cái cây khò ga đồng này. Lên mã cho cái cây khò ga đồng nguyên khối nhá. Đấy, khò ga đồng nguyên khối. Bên em đang bán một cái cây khò ga đồng nguyên khối này với giá sẽ là 80.000 một cây nhá, 80k. Đấy, khò ga đồng nguyên khối luôn. Cái dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng, là dùng nó rất là bền. Đấy, nó không như cái dòng khác ấy. Con này thì dùng thì siêu bền luôn. Đấy, chỉ có 80.000 thôi mà dùng rất là bền, nó toàn bộ làm bằng đồng nguyên khối luôn. Đồng thì nó chịu được nhiệt độ rất là tốt, và thứ hai là nó là nồi đồng cối đá, mà các cụ hay có câu là nồi đồng cối đá. Đấy, không có gì bền bằng đồng được. Đó, toàn bộ bằng đồng đúc hết luôn, nên là dùng rất là bền, chịu được nhiệt độ cao. Con này thì về các bác lắp bình ga mini và nhà mình là xài thôi. Đấy, và có cái nút chỉnh ga to nhỏ này, và đây là cái phần vòng xoay để các bác có thể chỉnh cái gió nhá, chỉnh cái gió lùa vào. Đấy, các bác muốn đẩy mạnh đẩy nhanh thì các bác chỉnh cái gió này, cái lẫy gió cho em xong. 80.000 một chiếc nhá. Lên mã sẽ là khò ga đồng nguyên khối, đang bán với mức giá sẽ là 80k một chiếc thôi. Đấy, dùng cực kỳ bền. Cái dòng này thì về các bác phải tự mồi lửa nhá. Đấy, về dòng này là phải tự mồi lửa, còn nó không tích hợp mồi lửa đâu. Nó chỉ có cái phần chỉnh gió với cái phần chỉnh ga to nhỏ thôi. Còn về là các bác tự mồi. Đấy, các bác sử dụng xài. Đấy, bác nào thích sự bền bỉ chất lượng thì mua ngon này cho em, dùng rất ok. 80.000 một chiếc nhá, khò ga đồng nguyên khối. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòng điều hòa huyết áp này, vòng đeo tay, vòng điều hòa huyết áp nhé. Cái này thì tác dụng nó rất là hay, là vừa làm một cái vòng thời trang, thứ hai là các bác ổn định cái huyết áp của bác nhé. Đấy, bác nào huyết áp có thứ không ổn định thì các bác mua cái vòng này về các bác đeo. Đấy, vừa làm vòng thời trang, mạ vàng cực kỳ đẹp, và bên trong là có nhìn nó những cái viên đá này. Đấy, nó có những cái viên đá nhá, giúp điều hòa ổn định cái huyết áp của bác nhá, sử dụng cực kỳ ok. Cái này bán cũng rất là nhiều. Giá thành thì đang rất là rẻ, chỉ có 40k một vòng thôi, 40.000 một vòng nhá. Đó, con này thì nhiều bác bảo là sợ tay to không đeo được, em yên tâm này, nó co giãn này. Đấy, co giãn nên là tay to tay nhỏ bác đeo vừa hết trơn luôn. Đấy, vừa làm vòng thời trang nhá, cực kỳ sang trọng và đẹp luôn này. Đấy, vừa làm cái vòng điều hòa huyết áp luôn, dùng quá ok cho em luôn. Đó, chỉ có 40k thôi nhá. Đấy, chỉ có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái vòng điều hòa huyết áp nhá. Bên em đang bán một cái vòng điều hòa huyết áp như này. Đấy, trên tay em đang đeo đây. Giá đang bán với giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, vòng điều hòa huyết áp này. Vòng huyết áp đi. Đấy, vòng huyết áp. Giá đang bán là 40k cho một chiếc vòng huyết áp nhá, 40k một chiếc. Dùng quá ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên này. Đấy, bên em cũng đang bán với mức giá thì cũng rất là hạt rẻ, chỉ có 60k thôi. 60k nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu nhá, một hộp này là 6 viên. Đấy, đi kèm là cả kèm gấp luôn. Cái đá vĩnh cửu rất là hay, là khi mà các bác dùng ấy là nó không như cái dòng đá thường, là các bác dùng ấy là nó không bị mất mùi, các bác không bị mất mùi. Đây em để em cắt cho bác xem nhá, cái này bị dính rồi, không mà vận chuyển nó hay bị bong ra đó. Đi đây em sẽ bóc cho bác xem một hộp này.
dùng cái đá này hay các bạn, dùng cái đá này hay. Các bác nào hay uống rượu, uống bia, uống nước ngọt các thứ à, đôi khi là các bác dùng những cái đá kia là nó hay bị chảy nước ra, nó bị mất vị, mất mùi đi. Đấy các bác chuyển sang dùng cái đá này cho em, dùng ok, dễ dùng, dễ sử dụng lắm. À, nó sẽ gồm có 6 viên đi kèo vào cái cây kèo gấp này. Cái này thì về là các bác cứ việc là rửa sạch, sau đó là các bác để luôn với khay này cho em. Và các bác để luôn vào trong ngăn đông. Đấy, và để còn tầm tiếng rưỡi là nó sẽ lại lạnh đúng như cái đá nước ấy các bác xài. Đấy, các bác lấy ra các bác xài thôi. Đấy, xài thì các bác cứ để vào trong cốc nhà mình. Đấy, sau đó các bác rót đồ uống và là xài. Đấy, nó làm lạnh được đúng như là cái đá kia. Và cái ưu điểm của nó là nó không bị mất vị, không bị mất mùi nhá. Đấy, vì nó không có nước chảy ra mà. Nó làm lạnh theo dạng là cái đá, cái nguồn lạnh nó sẽ thấm vào, nó tích vào đây và nó cứ thế nó tỏa ra thôi. Đấy, nó không bị chảy nước ạ. Đó, hàng này của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, hình hai ông người này. Giá một hộp này giá sẽ là 60k nhá. Đây mã là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đang bán xả kho, bán em bác nốt luôn là 60.000 một hộp nhá. 60.000 hộp, giá sản phẩm hiện tại bây giờ đang rất là hạt rẻ luôn đấy. Và sản phẩm dùng ok. Nói chung cái này em đang bán cũng khá là nhiều. Đấy, dùng ok lắm, dùng chất lượng mà nó dùng nó hay. Đó, đã mua cho em một vài khay về dùng ok luôn. 60k nhá, một hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng của Đức. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, nó cái cây cà lê 8 đầu để về bác xoáy đa năng sử dụng gia đình này. Anh em thợ thiền cho em mua này cho em là có ok. Đấy, các bác không cần phải dùng quá nhiều những cái dòng cà lê mang đi kèm. Đấy, các bác chỉ việc là dùng cho em một cây thôi. Con này nó sẽ gồm có là 8 đầu cà lê nhá. Đấy, 8 cái đầu trồng khác nhau, từ đầu 8 là đầu nhỏ nhất nhá, cho đến đầu lớn nhất là đầu 19. Đấy, 8 đến 19 luôn. Tích hợp cho em là đầy đủ 8 đầu đây. Mỗi bên là 4 đầu nhá, bên này 4 đầu, bên này 4 đầu, tổng là 8 đầu. Toàn bộ là dòng thép CRV nhá, cứng cáp dày dẫn lắm. Bên em đang gửi bác một mức giá rất tốt và dễ mua luôn. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu. Bên em đang bán một cây này với giá sẽ là 90k thôi. 90k một cái cây cà lê 8 đầu nhá. Đấy, 90.000 một cây, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, chỉ cần một chiếc cờ lê đầu xoay là có thể mở được tất cả các loại ốc vít. Đây là cờ lê với thiết kế thông minh 2 đầu, tổng cộng 8 đầu khẩu xoay được 360 độ, xử lý được các loại ốc vít trong nháy mắt. Chỉ cần một chiếc cờ lê duy nhất, cực kỳ gọn gàng, tiện lợi, mở được ốc với các kích thước khác nhau từ 8, 10, 11, 13, 14, dạng như lục giác, đầu vuông, 6 múi đa 12, đường rãnh, thậm chí là bu lông 6 cạnh bị móp. Các anh chị sẽ không phải mua nhiều loại cờ lê khác, rất là tiết kiệm chi phí. Đặc biệt là khi các anh chị dùng cờ lê thường á, để vặn ốc á, thì sẽ dễ bị tuông. Nhưng với thanh cờ lê này, có thể thao tác một cách chính xác, nhanh gọn. Bởi đầu cờ lê được thiết kế dạng bánh răng, giúp kẹp chặt và trợ lực khi vặn. Kể cả gặp phải những con ốc bị reset, cũng có thể thao tác vặn siết thoải mái khi sửa chữa gặp ốc vít ở vị trí 45 độ, cờ lê thường không xử lý được. Nhưng với thanh cờ lê đầu xoay 360 độ này, đây chỉ là chuyện nhỏ, vặn được hết những con ốc ở vị trí lắt léo, khuất, hẹp. Việc sửa chữa xe đạp, xe máy, xe hơi, xe tải hay là các máy móc thiết bị trong nhà trở nên cực kỳ dễ dàng và đơn giản. Ngoài ra thì thanh cờ lê này còn được làm từ thép hợp kim có độ cứng rất cao, không bị sét hay hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Với thiết kế tay cầm chống trượt, hạn chế trơn tột khi làm việc. Từ nay chỉ cần một thanh cờ lê duy nhất siêu nhỏ gọn, có thể mang theo ra ngoài hoặc là bỏ vào cốp để phòng hờ xe hư gặp đường mình mang ra sửa. Hôm nay thì bên em đang thực tế về sản phẩm cà lê 8 đầu nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, nó cái phần bánh răng các bác xoáy nó không lo nó bị trượt nhá. Đấy, cả những con ốc nó bị tuét các thứ là xoáy con này ok cho em luôn. Phần này có bọc lớp cao su non chống cho trượt nhá, rất ok. 90.000 một cây cà lê 8 đầu nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món bên em gửi bác này. Giá thì đang rất là tốt luôn, các bác tranh thủ mua luôn nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng gia đình nha, bộ này quá ok. Lên mã em sẽ là cái bộ nạo 3 món, bên em đang bán bộ nạo 3 món này với giá sẽ là đi 30k thôi. 30k bộ nhá. 30.000 một cái bộ nạo 3 món, sẽ gồm có là 3 món trong cái bộ nhá. Thì đây em sẽ lấy bác xem luôn. Đây bộ nó đây nhá. Đấy. 3 món hàng trong một bộ luôn. Chất liệu là inox 304, dùng không lo gì sét và cực kỳ sắc bén luôn này. Một bộ nó đây nhá, sẽ gồm một cái cây nạo này. Đấy, cây nạo thường này, một cái cây nạo vừa nạo thường vừa nạo sợi này. Và một cái cây dao nhá. Cây dao này các bác dùng để gọt tỉa hoa quả này, rồi thậm chí là các bác hay có những cái món như là lòng gà, lòng vịt rồi. Đấy, các bác dùng những con dao này các bác rất là dễ làm. Đằng sau nó có một cái cây zip này để các bác ví dụ như những con gà, vịt nhà mình nó có những cái lông măng, các bác kẹp vào để các bác rổ nhá. Đấy, kẹp vào để rổ rất ok. Đấy, full combo một cái bộ nạo 3 món này. Giá chỉ có 30k thôi nhá. Đấy, giá nó 3k một mức giá rất là dễ mua. Và sản phẩm dùng cực kỳ ok, sắc bén chất lượng lắm. Giá tốt đây các bác cùng xem về cái độ sắc của sản phẩm này. Đây. Các bác cùng xem này. Đó, nó nạo rất là ngọt luôn nhá. Đây.
Đấy, cái con nạo sợi này, con này vừa nạo thường vừa nạo sợi này. Các bác có thể đẩy dọc đẩy xuôi được hết trơn luôn nhá. Đấy, đây có nhìn này. Đấy, có thấy không, nạo sợi này ngon không? Đó. Rất ok nhá. Đấy, ngọt cực kỳ luôn, bao dùng bao xài luôn nhá. Sợi da cực kỳ đẹp và rất là đều này. Đó. Bộ nạo 3 món nhá, sẽ gồm có bác là tổng nạo 3 món luôn. Giá đang bán một bộ này với giá là 30.000 bộ nhá, 30k, bộ nạo 3 món 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ set tinh dầu Dubai, tinh dầu thơm Dubai nhá, hàng made in Dubai này. Bộ này thì rất là thơm và nó sẽ gồm có là 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Cái này cái bộ này thì có các bác dùng cho đàn ông phụ nữ đều được hết luôn nhá. Đấy, hàng made in Dubai này. Đằng sau có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Made in UAE. Đó, hàng rất là chất lượng nhá. 5 mùi. Đấy, 5 mùi à 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Thơm cực kỳ lâu, lưu hương lâu. Đấy, các bác có thể về sử dụng đa năng. Về có thể làm tinh dầu thơm phòng, rồi là sức thơm quần áo, sức thơm cho người. Đấy, đều được luôn nhá. Nói chung là mùi rất là thơm. Nó là dạng con lăn. Các bác chỉ cần lăn em một chút vào thôi, thơm cực kỳ, thơm dã man, nó thơm rất là lâu luôn, thơm rất là lâu. Cái này đi em bán khá là nhiều rồi. Giá thành thì nó là hạt rẻ, nó chỉ có 70.000 hộp thôi nhá. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ, 5 mùi hương khác nhau nhá, dùng cho cả nam và nữ luôn. Với giá sẽ là 70k một hộp nhá, 70k. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này, bên em đang bán một hộp tinh dầu Dubai như này. Tinh dầu Dubai với giá sẽ là đi 70k một hộp nhá, 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này nhá. 70k, hàng made in Dubai. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau, thơm cực kỳ lâu nhá, lưu hương lâu lắm. Giá chỉ có 70.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kéo bếp vàng. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng này. Đấy, cây này về bác sử dụng gia đình các thứ cho em rất là hợp lý nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Asaka, đấy, Japan, dòng thép SK5 nhá, cực kỳ sắc bén này. Asaka Japan này, đấy, Asaka Japan, đấy, thép SK5 nhá, sắc bén cực kỳ luôn. Các bác sử dụng con này dùng gia đình cho em thì rất là hợp lý này. Đấy, cắt những cái đồ gia đình nhà mình rất là ok đây. Chị cắt test bác xem luôn nhá. Con này cắt thì cực kỳ ngọt luôn. Cắt thịt cá, rau củ quả xem. Đấy, sắc bén cực kỳ này, có nhìn này. Đây, đấy, quá ok luôn, sắc bén, cắt ngon lắm. Đây. Cắt phát nào là ăn phát đấy luôn. Đó, rau củ quả, thịt thà, cá mú các thứ cho em sử dụng ok. Toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, thân kéo rồi là phần thân kéo rồi tay cầm giữ toàn bộ kim loại luôn, cầm chắc nịch và cắt miếng nào ra mình lấy luôn. Hàng này thì bên em bao dùng bao xài bác luôn. Các bác về không cắt được bên em cho bác đổi luôn. Con này không, con này mà không cắt được thì không có nào cắt được cả. Cắt cực kỳ ngọt nhá. Đây để em lấy cái tờ giấy bóng em cắt thì các bác phải tin này. Những cái giấy bóng ấy là rất là khó cắt này. Những cái con kéo nhụt là nó bị nhai ngay, nhưng con này cắt rất ngon luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Cắt này. Như không luôn, nhàn tinh. Cắt ngọt dã man. Cái này em đang dùng mà. Này em đang dùng mà. Thấy chất lượng. Đấy, như em về nhập số lượng lớn về cho bác bán cho bác luôn. Giá thành thì rẻ lắm. Bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng sắc bén chất lượng này, giá chỉ có 40.000 thôi. Đây mã em dưới cái cây kéo bếp vàng nhá của Nhật này, chất lượng luôn. Kéo bếp vàng, đấy, kéo bếp vàng với giá sẽ là 40k nhá, 40k thôi. Đấy, nói chung là các bác mua về dùng gia đình con này thì hợp lý, mà cái giá thành nó hạt rẻ, giá thành nó hạt rẻ, dễ mua và sản phẩm chất lượng, 40k một cây nhá, kéo bếp vàng. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp keo rắn dày này. Lên mã em xem cái lọ keo rắn dày nhá. Bên em đang bán một cái lọ keo rắn dày này với giá sẽ là 20k thôi, 20k nhá. Một cái lọ này sẽ được 60ml. Đấy, khá là nhiều. Về các bác rắn dày dày rách dép rách này. Đấy, chuyên để các bác rắn dày rách dép rách nhá. Đấy, cứ dày dép rách dép là các bác rắn ok luôn. 20k một lọ keo rắn dày nhá. Đấy, là dạng keo. Với cái nắp này thiết kế thông minh nhá. Đấy, nắp là cái dạng kim nên là các bác không sợ nó bị tịt lỗ nhá. Đấy, không sợ nó bị khô keo. Đó, dùng xong là các bác cứ bịt nắp vào cho em là ok đây. Nó là dạng keo này. Đây dạng keo bơm bác xem. Đấy dạng keo trong này. Đấy, dạng keo trong. Đấy, các bác bơm một lượng vừa phải nhá. Đấy dòng này các bác bơm vừa vừa nhá, đừng có bơm nhiều. Đâu cứ phải là keo các bác cứ bơm nhiều là nó ấy đâu. Là nó tốt đâu. Keo mình cứ bơm ít ít thôi, ít ít một thì nó vừa khô nhanh, mà thứ hai là nó đủ cái lượng keo. Đấy, đôi khi các bác bơm dư keo nhiều quá là nó rất là lâu khô mà nó dính, mà nó không ăn được. Như ít keo, ít keo vừa vừa đủ keo rồi nhá. 20k một lọ nhá, keo chuyên các bác rắn dày rách này, dép rách ok. 20k một cái lọ keo rắn dày này, dùng cực kỳ ok. Cái này thì bán khá là nhiều đúng không ạ? Dùng ok lắm. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dán cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, các bác dán dày rách, dép rách các thứ này. Đấy, quá ok luôn nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Đó, mũi dày đế dày bong đế bong điếc các thứ là các bác cứ phệt hết xem các bác dán nha. Chuyên để dán dày rách, dép rách nhá các bác nhá. 20k một cái lọ keo rắn dày.
Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã nó cái bộ bóng Đức M3. Đấy em báo giá luôn, đang bán một cái bộ bóng Đức M3 nha, là 120.000 bộ nhá. Hàng này của thương hiệu Wailing đến từ Đức nhá. Đấy, bộ này sẽ gồm có cho bác là ba cái móng trong một cái bộ này nhá. Ba móng trong một cái bộ nha. Đây. Bộ sẽ gồm có là ba móng này. Đấy, ba móng luôn. Quá xịn sò chất lượng. Ba móng sẽ gồm có là một cái cây móng to này, một cái cây móng vừa vừa này và một cái cây rất là hay, đó là cái cây cắt khóe nhá. Cây này nó dạng đường chéo này, chuyên để các bác cắt khóe. Đó, logo Wailing nhá, xịn chất lượng luôn. Giá thành thì vô cùng là hợp lý nữa. Chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về sử dụng này, mua về biếu tặng, mua về làm quà cũng rất là lịch sự luôn nhá. Đó, mua về dùng thì rất là ok. Con này sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngọt. Cái này em đang dùng mà, cắt ok lắm. Bộ bấm ống Đức M3 nhá. M3, lên mã sẽ là bộ ống Đức M3. Bên em đang bán một bộ bấm ống Đức M3 như này với giá là 120k một bộ nhá, 120k một bộ. Giấy tờ đi đầy đủ, đi kèm hàng đựng hộp nhôm luôn nhá. Những cái dòng sản phẩm cao cấp là bao giờ nó đựng trong hộp nhôm. Nhìn cái hộp là các bác đã thấy nó uy tín đúng không nhá. Nhìn cái hộp là thấy nó uy tín rồi, chất lượng rồi. Đấy, chứ còn chưa nói bấm móng tay thì nó còn quá ok luôn nhá. Hàng của Đức, của Wailing luôn. Xịn, chất lượng. Bộ bấm Đức M3 3 món nhá, 120.000 một bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái lọ keo đa năng. Đấy, lọ keo đa năng, lên mã sẽ cái lọ keo đa năng này. Lọ này thì bên em đang bán khá là nhiều rồi. Một típ này thì cũng có trọng lượng là 60g. Đấy, về các bác dán đa năng cho em. Đấy, dán các kiểu loại, dán gỗ, dán sắt các thứ rồi. Dán đồ trên tường, dán đồ dưới đất các thứ cho em ok luôn. Nó là dạng keo trắng nhá. Con này thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc xoáy nắp, mở đục lỗ các bác dán thôi. Đấy, bơm lượng keo các bác dán nhá. Và lưu ý em là các bác để trong vòng 24 cho đến 72 giờ thì nó sẽ khô keo. Và khi mà nó khô rồi thì nó cứng đúng như là bê tông luôn. Nó cứng hơn bê tông còn đục có được, nhưng con này không đục luôn, nó cứng như đá các bạn. Cứng lắm, nó khô, nó cứng dã man luôn. Đây bên em đang bán giá thành hạt rẻ lắm, các bác dễ mua cực kỳ luôn. 20.000 thôi nhá, 20k, lên mã cho cái lọ keo đa năng này. Bên em đang bán một lọ keo đa năng như này với giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k trên một lọ. Và các bác lấy 3 lọ, đấy 3 lọ keo thì giá sẽ là 50k. 3 lọ 50k, còn lấy một lọ tính giá lẻ là 20k, còn lấy combo 3 lọ thì là sẽ là 50.000 cho combo 3 lọ keo đa năng nha. Dùng cực kỳ ok luôn đấy, cái này thì bán khá nhiều rồi, sản phẩm rất là chất lượng luôn nhá. 20.000 một lọ keo đa năng nhá, mà 50k cho 3 lọ. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nó rất là chắc chắn luôn. Đó, dán cực kỳ ok. Đấy, keo đa năng 20.000 một típ một lọ nhá. Còn nếu các bác lấy 3 lọ thì sẽ tính giá 50.000.